bây giờ mở tiệm bán lại rồi. 15 phút sau chết rồi. Anh Đậu nó đi về miền Cực Lạc, Tây Phương Cực Lạc, anh cởi hạt đi đàng hoàng. Cởi hạt đi về miền Tây Phương Cực Lạc. Đó Phương, chị để hai máy à. Còn máy chiếu quán không đâu. Còn máy chiếu bên kia. Ngon không? Chơi đâu? Cái ai kêu lấy ớt chi? Không ăn ớt thì đừng lấy ớt. Em ơi, cái ớt này nó cay khủng khiếp lắm. Đâu không? Anh thấy cái Kevin á. Em không biết nữa hả? Cháu ơi, đồ ăn đi, mấy cây. Ờ. Kevin á. Chẳng thấy nó đâu hết rồi. Nấu cho nó anh em. Ba người ngồi nó phụ ấy. Đứng dọc với thứ ba rang xôi. Thứ ba rang xôi anh Hòa. Thứ ba rang xôi. Rồi đây. Mấy giờ? 12 giờ. Mười bữa nay chủ nhật. Nhật đến 4:30 giờ xôi. Từ 12 giờ cho đến 2 giờ là em ở đây. Ngày chủ nhật với ngày 13 thứ ba. Cái hết đi. Rồi người ta bị sẵn á. Đã nào. Hồi nãy thằng Kim nó đi làm em còn không đứng đâu. Số phone bả số mấy? Thôi đừng gọi. Bấm đi đâu. Ờ. Chứ bây giờ đem về cho bả rồi người khác tự đòi đem về. Không biết rồi, đứng ngoài đó. Sao dạo này em thấy anh Hòa đi lừa rác chỗ khu nhà em hả? Đó. Đi ngang đó rồi, gọi mạnh cho anh đi ngang đó ngoài chứ. Có không? Thứ ba hả? Ngon không anh Hòa? Hãy xảy không? Hãy xảy phải nhớ nha, chủ nhật á. Dặn năm qua chừng nào đi ăn ba giờ còn con đi không có chuyện đó bỏ đồ gì đâu. No, because he's a veteran, that's why. No, what I'm saying, what I'm saying is cay quá không ăn không được, ông em cũng đổ rồi kìa. Cay quá phải không? Sao? Cầm áo không được hút xíu rồi. Gọi mấy người qua đi, bảo là biến vừa vừa thôi, qua nhiều tấn tiền quá. Nhìn nó quan thảm quá. Ban Hoàng gặp thứ ba nha. Ok. Hai, quay anh Quang coi, cái body đẹp trai coi. Sao nhìn thảm quá vậy anh Quang, ốm thiệt là ốm vậy. Thảm thê luôn. Rồi em ba anh Hoàng, lấy nước không em phiêu cho anh em về. Đổ vô cho anh Hoàng, anh em về nhà anh uống. Đầy đi em. Được rồi mà. Được rồi đó. Được rồi thì thôi. Rồi ba anh Hoàng. Thằng này không cho nó thịt gà chó nha, cho nó dẫn chó nó tới miếng thôi. Không sao đồ hiền mà. Không có cho, nó rộn hơi lẹo gì cũng không cho hết đó. Để chó ở nhà thì mình cho đem về cho chó. Mà tới thì không cho. Không cho chó hả? Không, chừng nào nó để chó ở nhà thì mình cho mới cho. Có gì cho chó hả? Cho thịt cho chó ăn. Cho thịt nè. Cho thịt nè. Yeah. Close to Frankie. A little bit further. I'm on this side, Frankie, but let's take it a little bit further up. Sure. I hear her all the time saying, hey, Frankie. Spaghetti. Mike. Yeah. Hey, hey.
What's your friend at? Your friend told me I was sexy today. I'm all. Where's she? Your friend told me I'm sexy to me. She's showing more skin than I am. Cho nhiều nhiều đi Huỳnh ơi, tại chị nấu chị không có cho chị. Huỳnh em mở bên mà không có lỗ, em đổ ra cho nhiều nhiều chút. Mấy hot skin không? Đúng, có nhiều hơn. Đúng gì? Còn đúng không cho chị? Em biết một lần chị nấu bao nhiêu gói không? 13 gói. Cho nên là em thấy nhiều nhiều vậy chứ nấu được có còn hết trơn. Do you want to refill David water drink? Ủa đi đâu sớm vậy? Do you want to refill some drink? I'm not even interested in it, but I know Ben. Yeah. Suck your whole kidney in there. Mọi người bạn đứng, vô chuyến. Đừng có cho đá nha, nhiều đá. Her strength is down, bro. Yeah, they have to come if they want. Okay, thank you. Đó. Nước thật không ai. Con ra 12 giờ mà hôm nay con ra sớm. Dạ thôi. Con ra 12 giờ kém 15 là con ra rồi. Bữa nay con ra sớm. Dạ. Cô Mai khỏe không? Xong thấy bà Tàu. Buổi chiều thấy bà Tàu. Ok. Thôi khỏe không em? Thôi cô Mai đừng có nói mấy cái kênh khác, tôi không có người ta lộn xộn lên. Mắt cung họ nói tôi nhiều chuyện nên nó sợ. Không. Thôi sao em không gọi thằng Hiếu Mập? Có thấy nó ngoài đó không? Ủa vậy hả? Còn cái bình đồ xem đâu thấy ai tới lấy chị. Ủa vậy hả? Dạ. Ồ, tại vì có thể Mai lấy. Chị dặn nó rồi, nó biết mà. Nó biết hình em luôn, chị nói khôi cái là nó đưa hình cho chị coi luôn. Phải em này không? Anh em mà anh em. Em ơi, thứ ba tới em xôi nha. Chừng nào đi về San Diego? Trời ơi sao sướng vậy, sao đi chơi tùm lum vậy, đâu phải vô gia cư. Tháng 11 ở Việt Nam để cái làng các anh chị từ mầm non cho đến 7 tuổi. Tại vì làng nó nhỏ quá mà điền con nít không có tiền, cha mẹ cũng không có tiền mà đã có tiền ăn sáng. Vậy gì? Thì tiếng Anh hả? Đi chơi du lịch tùm lum vậy đâu phải vô gia cư, sao xuống đây ở anh chị vậy? Em có vấn đề. Chúa gửi tới đây chứ, đâu có xuống đây làm gì chị? Ok, vậy tháng 11 về Việt Nam hả? Ngon không Phương ơi? Ông chín lùm ăn đi nè. Nhà hàng
đóng cửa lâu ngày cho nên khách hàng người ta đi tìm khác. Mở cho đóng tuần lễ thì bán kỳ. Đóng hết đâu được 2 tháng, đóng không còn. Có mai có đóng cửa mấy thì mấy tuần. Giờ muốn câu khách là muốn người đi được à. Ừ. Muốn câu khách là muốn người đi vô. Thôi bớt khách để mình nấu bớt bớt đi. Đỡ mà đỡ tốn tiền luôn. Nhiều khách nó khỏe về khỏe chứ. Thôi đi ông. Lấy cho ông đi để chị bê cho ông, không bị xi cà gieo ông bê không được đâu, đưa chị bê cho. Để thùng lại đi cho ăn. Đưa tôi bê cho ông. Ông ngồi đó đi. Ông bị xi cà gieo ông bê. Bà la ông yêu đẻ thùng nhìn qua vậy. Chớ tôi đừng có điện em biết người. Trời ơi, dính vô đây rồi. Ờ dính vô đây rồi không? Để cho tôi đi ăn xong rồi người nào rồi. Dạ, chưa rồi. Chuyện ăn chơi chứ có gì. Ông ăn ớt không? Chín lùng. Vậy? Ăn ớt không? Trời ơi, nhìn tôi biết ăn ớt rồi. Có không? Ăn chứ. Ớt chỉ thiên đường ăn thôi. Sao không cho ông nước rồi? Người ta chỉ chờ tay cái đầu ăn đúng không? Bây giờ ông ở đâu? Con Thái nó rồi rồi. Ờ, con Thái ở xong rồi, con Thái qua. Đưa bà chửi. À, chửi đâu, đâu rồi? Nó không biết giờ nó đâu, nó ngủ thôi, đi đâu nhìn rồi. Ông Hùng bị bắt rồi, có biết không? Thầy. Bỏ quay camera, bỏ quay hướng này, bỏ quay hướng này. Đó bị hoài rồi, trốn bộ vệ sinh đó. Trốn bộ vệ sinh bị hoài luôn á. Đó, bỏ là 6 tháng đi lên á. Cái này nóng á. Con thằng sĩ không biết nó đâu, chắc nó bị bắt luôn. Lâu rồi, sĩ lâu rồi không gặp được em. Chỉ chắc là ở Sơn Vinh đó. Ở đâu? Sơn Quang đó. Sơn Tăng hả? Nó không lâu, không thấy. Giờ Sơn Vinh không nhốt đâu. Thái, Thái anh Thái không? Thái, Thái. Tướng nó giống cái bà này bà phải vô gia cư mà em phát cho bà rồi. Thiệt không? Để coi em. Ok ok. Ngon không? Nước ngon đâu vừa không? Nước ngon. Vừa hết sảy hết không? Cô Mai có cần thêm miếng nước không cô Mai? Cho nhiều nhiều chi nha Huyền, tại vì chị nấu chị không có cho chi cho nên giờ cho nhiều nhiều ấy. Quá nghèo miệng thiếu chịu, ba né chút xíu. Con nhỏ đó thôi, thằng này có rồi. Kẻ nắm tay với mùi không kìa. Ờ, hai đứa nắm tay tình cảm gớm, ông này cũng có người yêu nữa. Chị phục tài ổng á. Em cho nó nhiều nhiều chi nha em. Nó mùi không chúng nó chúng. Tại vì chị không có... Tại vì chị nấu chứ không có cho được. Nó mùi giống gì không? Hả? Nó mùi giống gì không? Mùi gì? Miếng suối, suối. Muốn đồng chết thì giờ cái giò đó. Mấy giang chả cá. Qua đây. Cái bà Giang bà mới ngồi đây nè. Bà nói ngon hơn bánh canh chẳng bàn. Rồi tụi nói hai đứa nắm tay mình mùi gà. Hai đứa nắm tay mùi. Rồi nói bánh canh của tôi. Rồi nói mùi giống gì không? Ly mới mà em múc vào trong cho nó đổ vô trong. Đó refill cho ông này thì bỏ ra ngoài. Trời ly mới không ly mới. Chị không làm thì đừng chị đừng có nói. Ok. Chị ngồi đó chị đừng có nói, đừng có lên tiếng em biết. Bà tập đủ rồi. Làm đây cũng lâu rồi chứ. Lâu hơn Phương nữa. Chị đừng có lên tiếng. Lên tiếng em cũng là chú. Ta cụ lâu năm rồi cũng là tiếng rồi. Rồi đổ hết nước vô rồi đó. Đỉnh đòi nữa nha. Ly về thì em chùi nhỉ. Rồi, để dục này vậy hả?
Dạ này là chị, ở đây chỉ là phát cho người vô tình. Rồi ăn đi anh. Ông Huỳnh ơi, ông Long bán nước rồi ông Huỳnh. Ông Long bán nước ông Huỳnh. Để Phương bán, em bán nước đi. Không, chị ngồi đây em bán nước đi. Wait for Andy, he will get you your drink. Cái thằng này nó tới mà nó không đem con chó, cho nên cho nó hai bịch thịt gà, tại nó có hai con. Ai không đem chó thì mình mới cho, còn ai đem chó mình không cho luôn. Trời ơi, mới nói thấy nó đem con chó. Thì bữa vậy đưa nước nó bán nước từ bán nước bán bán muốn muốn bán muốn bán nước em cho nhiều nhiều chi nha Huỳnh, tại vì chị nấu chị không có cho chi, em đổ bên mà không có cái lỗ này, em đổ cho nó mau. Ngon không? Thế sảy không? Không có dư đâu, bây giờ nấu ít bớt cho em rồi. Ờ, em nghĩ coi thử làm sao chứ, sao nó cứ ngã xuống vậy? Sao mà mình làm? Có vướng cái gì hả em? Nước ngon này, nước ngon á. Hết sảy không? Chị luộc nhiều gà lắm á. Con chó của thằng này nó ngoan ghê, nó ra kia nó nằm kìa. Hai con của nó dễ thương lắm. Không, cho nó hai. Bán gan chả cá nào ăn. Bán gan chả cá. Rồi đổ rồi. Đổ đổ đổ. Không sao, đổ nhiều nhiều tại chị không có. Không có cần bỏ chi mà nó đổ nhiều như vậy. Để cho ổng đi. Cay lắm à. Lấy nước cho anh Hoàng chưa? Why don't you do that? No, no, no.
Ông dính lùn còn đi xin ông kia tiền nữa. Độ ông kia là kép hạng tôi. Cái xe chạy. Đi qua rồi. Hả? Tuesday. Tuesday and Sunday 2 p.m. Ông phải vô gia cư không mà em dặn ông vậy? Không phải, chứ ông ngủ. Tuesday and Sunday at noon. Where? From here. Right here, Tuesday. At noon. Noon to 2. We will. Yeah. Noon to 1. Có nhà ở, có xe chạy. Ờ, tôi chưa có. Thật sự không có. Em bán canh đen nguyên. Thật sự không có, nó mệt quá, nó đợi chút xíu. Cho nó chút xíu. Trời, ông Đức tới kìa, ông Đức có xe đạp chạy nữa, sang gớm luôn á. Xe đạp đây có bánh xe, bánh xe rồi kìa. Xe đạp kia không có bánh xe á. Vậy mà chạy hết lộn mà, chứ đụng đụng mà. Xe không có thắng hay sao mà nhảy nhảy vậy ông Đức? Rồi, hai xe không có. Đụng quẹt á. Đụng ai rồi á. Nguyên có quẹt không? Trời mẹ nó. Đức sang bánh xe nó. Nguyên có kinh tố đó phí, đâu có sợ. Theo chủ. Xe không có thắng hay sao mà bay bay vậy? Trời ơi, ông Đức không mặc áo đầm, tôi phải quay ông Đức không mặc áo đầm mới được. Ông làm gì vậy ông Đức? Ông Đức sao mặc áo đầm vậy, đưa tôi coi. Trời ơi, coi thấy ông Đức mặc áo đầm chưa? Quá đẹp rồi, thấy ông Đức mặc áo đầm không? Ông làm gì ông mặc áo quần, ở trong có cái quần rồi mặc thêm cái áo đầm ở ngoài chi vậy? Màu đen gì kỳ vậy? Ông nói ông màu đen á. Ôi ngay ơi, bỏ thêm thùng nước lên chút đi mà. Thùng này chạm rồi khó nấu rồi. Đổ của mày á. Mưa đâu, ép mưa. Trời, nó mưa ẩm cái xe. Ép mưa, cái thẻ rồi những người đó. Chừng nào nó hổ. Nước nước nhà cho người phải đi. Ô, kia đây chưa đi. Bắt tao. Còn đủ má, đồng hồ, đưa mua sao một đứa. If you don't bring your dog over, we will give some food to the dog. But if you bring the dog over, we will not give anything for the dog. Only if you don't bring the dog, we will give you some. Everybody is scared. She doesn't want to work if the dog come around every day. Nói gì vậy? Chia đó. Đừng có xem chó nói nữa. Nghe nói không? Nghe nói không? Sao? Mày sao không sợ chó mày? Nó không sợ đâu. Trời ơi, sao chạy được hay vậy? Vô làng cái đứng lại luôn. Được. Nhưng mà nó gãy cái niềng, nó hư cái niềng hết. Trời ơi, mùi sao lỗ. Xe nó hư sẵn rồi. Ờ. Cái này ngon quá, tôi vô đi. Vô đây, vô tao con đậu xéo đi ông ơi. Con ơi, tao con đậu không? Thứ ba ông tới nữa, ông đừng ăn nữa. Ngon quá, cũng không được, tôi vô. Vô tao con đậu xéo. Thằng Huỳnh nó đi thăm anh đậu kìa. Coi chừng ấy kéo xuống rồi nói là ngồi đây chơi ăn đó. Không được. Tôi nói ông là tôi phải treat mọi người giống nhau. Được. Tôi phải đối xử mọi người giống nhau, mọi người được có một phần không à. Nói là biết. Không. Không nói nhưng mà lương tâm tôi. Thôi trời lại không cho hút hết. Thôi kệ ông, không muốn hút thì hút, không hút thì thôi. Ngon thiệt chứ. Ê, ông ăn cơm. Còn thấy sảy không? Cái em hồi nãy, cái em gái ngồi đó, nó nói ngon hơn ngoài nhà hàng. Thằng nào ăn chua với tôi đây, này nè. Tao mì có ăn không? Hả? Ngon quá, đi tôi gom cho luôn. Cái chú ở đây là cái chú gom chú. Ai làm được ăn thì em vô ơi. Đây đừng ăn đâu ơi. Cho tôi vô đi. Để em lấy tôi gom hai phần nữa. Mua mày. Một phần thôi. Dễ đậu không? Có phần à. Anh đậu hả? À? Nó lấy giùm anh đậu. Ê, chị ơi, chị ơi, chị ơi. Mày vô tao. Ôi, chị gì kia phải ra. Cỡ rồi, đúng rồi. Em kiếm đầu tiên. Ba nào? Dương. Trời ơi. Trời đất ơi, bà Mai mà già rồi, tôi quýnh chết bây giờ. Mà thấy không, mới giữ chó vậy á, cho nên ngủ lộn. Nói là chuyện gì chó. Mà giữ chó thì nó ngủ lộn không? Không thấy luật rồi cô Mai ngon. Ê, không anh đi giữ tao, đưa mình thôi. Vậy tuần sau cho anh món này nữa nha. Trời ơi, như vậy. Món này dễ lắm. Trời ơi,
cái này luôn chứ gì. Này nhiêu tiền? Này nhiêu tiền nghỉ đây. Cái tô này nhiêu tiền nghỉ đây. Đi ra ngoài tiệm 20 đồng không? Free à. Bán không free hết. Chú đâu đồ ngon hơn. Ông ngoài tiệm 20 đồng. Tôi đồ ngon hơn. Mà nó cho con mai 2-3 miếng chả giò và cá thôi, nó không cho nửa miếng đâu. Cái này con làm nửa miếng chả cá. Cái đồ tôi đồ ngon hơn, nó không đổi nó. Tên ông đồ ngon hơn. Cái con ăn đi nói mà. Tôi kêu đổi không đổi đồ ngon hơn. Nó gọi nó bằng bột nhà máy nó kêu hối tụi đi. Ủa cái ăn này ăn hết chưa? Chưa già. Chị cứ để qua vậy, chị không nói gì đâu, không ai trả lời gì đâu. Không. Biết vậy thì bảo. Nghe năng điện bảo ở chợ, đó cho tôi vô cái đi. 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 Nghĩ bảo đó cho tôi vô mà anh. Nói tôi vô được, người là vô hết. Tôi vô. Không ta tới đứng nhìn nữa. Mày mà làm tao đập vào mặt mày á, tao không có giỡn mày đâu. Nó cho nhiều nhiều đá đi em. Sao không thấy thằng Tiến đâu để nó cho nó bớt đá đi đầy thùng đá, múc nước không được. Khóa chạy xe vòng cái mấy ngồi mấy ngoài đi xe khóa đâu. Đây trong bớt hả? Em chạy xe đi đâu? Đi xe khóa. Chị đừng có hỏi nhiều được không? Thôi, vô mới không được, vô chạy xe đó không trong. Khác cái đường đó. Cho xin đi cái đá. Cho nhiều nhiều đá đi em. Cho nước nữa. Đá. Đá. Anh cần đá không? Lấy đá thôi không lấy nước hả? Rồi làm sao uống? Em lấy cục lớn quá nó rớt xuống không được, lấy mấy cục nhỏ đi cho nó rớt xuống. Thôi bỏ vô cái bịch cho ăn đi em mình có cái bịch hồi nãy á, chị thấy em có cái bịch đó. Ok, thank you. Thank you nha. Thank you. Ok. Có mình không đi đâu vậy em? Đi kêu ai. Nó nên láo quá, nó không có đi kêu ai đâu. Đi kêu ai vòng vòng. Ê, cũng có cơm tô mà. Cô giải đi mấy tới lâu quá. Để chịu bây giờ đi cô. Đề nghị món này nữa. Món này dễ lắm. Nào ăn luôn đó, còn. Ờ, nước. Ê, cô bệnh. Cô bệnh. Giúp cô nè. Súp 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 ngon ngon à. Dạ cô Mai. Hơn hỏi một cái thằng nào cũng lấy được cái không đâu. Ờ đúng rồi. Thiệt. Number one chứ. Number one rồi. Thiệt. Thụ cái mà nó ngon quýnh mà liền cái thằng ngon. Tại bữa nay chị với Hoàng nấu xong sớm. Em ơi có một mình chị mà chị nấu xong 10 giờ rưỡi xong, 11 giờ xong rồi. Cái chị với nó đi sớm nhưng mà lần sau không có đi sớm. Nấu xong 11 rưỡi mình vẫn đợi đến 11 giờ kém 15 mới đi. Chứ ra sớm không có em, chị đứng chị bán luôn, chị làm đổ tùm lum. Nãy làm đổ đầy hết. Hello. Chào má spaghetti em ơi. Chị em nghĩ mà mới nấu chơi dở hả? Đâu có ai nói dở. Nhìn này giống tay đen quá không? Thì nó tay đen chứ còn giống gì nữa. Nó làm mấy này ba lô thì nam thiếu gì nhá. Thôi không, chả cá đó tiền của ta. Cái em gái tên Giang hồi nãy hồn chỗ đó nó nói ngon hơn là tiền mà bán canh chả bà ở gần đây nữa. Mà nó ngon thì ra ngoài nha. Thấy cái em gái đó nó đâu phải vô gia cư. Đâu. Sao nó xuống núi nó ở vậy? Nó nói nó có tiền nó đi du lịch rồi mà sao nó xuống núi nó ở vậy? Ừ. Tại sao? Sao nó xuống suối nợ cả tháng nay rồi chúng nó mua dân cư giờ nó kêu nó đi Việt Nam chơi. Khùng hả? Có thấy khùng đâu, thấy nói chuyện tỉnh táo. Bữa mặc áo anh Toàn. Trời. Mặc áo gì? Ông Toàn á.
chết mẹ là sao lượng đâu được cái áo không chết mặt vậy mà nó đâu có cùng nói chuyện tỉnh táo lắm rồi đúng rồi mặt đâu không người đó cũng nắng lắm em nói chuyện môi nổi bùng đó mà chị nói nó la chị á đuổi ra chắc phải tán á thì ăn nó không như làm được tóc rồi để đúng không người ta tự nhiên người mình thấy không? Đó, mình đó. Lại tới 2 giờ. Đó, bà thấy người mình không? Tại người ta tưởng mình dẹp tiệm rồi, ta đâu biết mình bán. Ra nước chị đâu? Nước này nước chị. Ta ngồi tới đây tới cạn nội lắm bây giờ. Chào. Lỡ có dương ta hưởng. Chơi ngon thiệt á. Thôi giờ ông ráng ông ngồi ông đợi đi, tới 2 giờ mà dư thì cho ông một tô nữa. Tôi không đi làm mà rảnh mà. Ở đây không có gì chỉ có tiền giờ thôi. Rồi ngon rồi, không ghét gì hết trơn á. Tính như vậy tôi cho chuyện kia. Quán không đồng vắng teo không thấy cả. Quá không đồng vắng teo không có ai hết. Rắn gì đó. Càng rắn càng tốt. Càng rắn càng tốt cho ông chín lùng không được một tô nữa. Ông đang đùng mà thế cho ông tô nữa nghe. Dương ơi, nha chị Bông nó nói tại ra là nó ngủ vô với ông Phúc tên là ai nữa nó ổn vậy đó. Trời ơi, mấy ông nào chồng của ông Phúc nào, Phúc Cư Tây hay là Phúc Cao? Phúc Lai Pháp á. Ông Phúc Cao. Phúc Dược Thư. Sao nói tầm bậy vậy? Trời ơi, bậy qua này. À, lịch thì lâu rồi. Đó là... Tôi thấy nói gì không não rồi. Nó nhỏ. Vô rõ sáng nhà đâu, người nghe tên nó. Thì qua nó đang trên qua bóng đủ mai nữa. Đó mà sao lội đứt ra đường mới lấy chân. Trời ơi, thôi ghê. Người ta đang chiếu trực tiếp á, ông nói vậy. Đâu sao đâu. Đang đi qua thì nó bóng lên, chờ thấy đó. Bụng thằng này dài rồi. Mày ghê lắm. Hai người gái đỡ hơn. Mày đỡ hơn. Mày chạy chuyện. Nó râu nữa. Ba thằng hai râu ở dưới trên nó không có được. Mày nó trong đấu kiếm á. Đấu kiếm. Thửa đấu kiếm với nhau. Đấu kiếm. Không biết nào gãy trước đó. Thửa đấu kiếm với nhau. Cộng thôi chứ nay mày. Bán nước thì ông heo. Ông có đi ông tán gốc không à. Thửa đấu kiếm với nhau chị. Bài đâu biết đâu mà lại không biết đâu chứ. Thôi, má nói tầm bậy. Chị ơi, nó đâu kiếm nhau. Vậy sao đâu, đừng không, chứ tên ai gì nữa. Bậy, sao bậy đó. Cái nắp của mình giờ kỳ vậy ta. Nằm thành công cho chơi. Thôi, thôi. Ôi, uống không. Next week Sunday, ok? Cho nó miếng nước nữa. Vâng. Phút vô rồi là tôi chưa thấy thiệt mà nhờ Hùng với thầy tới rồi. Thầy không? Trời ơi, chẳng thầy vậy, trời ơi. Thôi đừng có nói nó mắc cỡ, đang chiếu trực tiếp đi đâu. Tôi chơi không có giờ thầy, thầy không có tin đâu, không có thầy. Nói thế, tôi nói Hùng thấy rồi. Nó chắc cho tôi mà, nói vậy. Ai đừng kiếm về. Đừng nữa đâu, mệt quá ngủ chưa, ngủ chưa thì không gặp. Đúng hai thằng đứng sớm rồi phải không? Mệt quá ngủ chưa mày lịch ê đi mệt quá ngủ chưa quá không ăn gặp không nổi đi tụi ơi tụi ơi đâu kiếm với nhau ấy chị ơi kiếm à bà mà mọi con hồng viên mà nhíp đếm hồng không nhíp hồng phút kiếm ra là phải mà chém thông tin chết đó nhíp hồng thở lưu rồi đó đó ai ai thở lưu rồi rồi viên thở lưu nhíp hồng kiếm ra là phải chém thông tin đó. Hai nó ghê, nó kiếm nhau. Không phải, thằng đó là ở trong phim đâu, Diễm Hồng với Sở Lê Hương. Cái gì biên giới á? Người nơi biên giới. Sở Lê Hương với Diễm Hồng cũng người nơi biên giới, người nơi biên giới. Đúng rồi. Đó, coi Việt Nam nữa. Hay lắm á. Ở coi Việt Nam. Phim trưởng là phim nào tôi cũng biết hết đó. Coi Việt Nam á, trời mưa á, là phải bỏ dép dài lau sạch dội vô nhà ta. Theo thầy quá. Đi bảo nó kiếm. Trời ơi, chó nó hiền lắm chị. Chị cho nó cục đá, nó cứ ngậm cục đá thôi suốt ngày vậy đó. Trời ơi.
Nấu ăn đây thôi không? Cục thôi nha. Đó, có hai đùi trong đó. Thôi chậm trễ quá vậy anh hai. Ông Huỳnh ra bán nước không Huỳnh ơi? Bán nước nữa rồi. Mai em khỏe không? Sao bữa nay nhìn sang giờ vậy? Tại nó chết, tại nó sang giờ. Sao không múc ông Mai? Có cái bình đem ra thì chị phiêu nước cho Mai. Xong đem cái bình lấy nước cho Mai đi em. Mình lấy nước này cũng được. Múc nước cho Mai đi em. Xong lấy nước cho Mai. Ớt cay lắm, em cho chút xíu ớt thôi. Chút xíu thôi nó cay dữ luôn. Bấm vô phút 3 lần rồi đó. Bấm lại nữa nha. Ông này nha. Em lấy bên mà không có lỗ á Huỳnh, cho nó xuống nhiều nhiều một chút. Tại chị không có cho chi cho nên giờ cho nhiều nhiều đi. Cho chị nó nhiều nhiều chút đây chị, hơi xanh đó. Cho ông thêm miếng chi. Hả? Mệt cái chị ơi. Không có đồ. Được rồi. Hả? Sao? Em thằng nha. Bè ơi, chị mua cái hộp té chuột luôn. Thì nhận đầu kia đưa. Đúng á. Làm thấy cái thương á, té chuột luôn như vậy. Tụi giống vậy nó bò lên là nó bò đúng. Gì vậy? Cuộc thịt cháu ăn. Nó hết cơm ăn lâu chết luôn. Đây. Đầu tiên tính cái bò nha, mày bò lên nữa đó. Muốn tiêu hết vậy. Té cái xe chắc xe té chuột xuống dưới luôn. Trời. Đi vụ nữa. Phải phải cho cái nhà chỗ uống trước không? Còn chưa đâu nữa. Đặt mấy lần. Đưa rồi. Đổ uống trước cái gì? Trời ơi, dốc cao quá trời luôn á. Có cầm tay rồi. Dốc cao quá. Mà có cầm cái. Trời ơi, nửa cái chạy cá rồi còn chưa nhiều nữa. Trời dữ sợ. Nén giờ. Sao? Đi vô. Ôi, có tiền quá. Sao có quyền đây trả nó bò đúng rồi. Cái đó giờ này chị Hương giận nhiều lắm không? Không có giận. Không giận á. Ờ bây giờ bán chủ nhật với lại thứ ba nhớ ăn xôi chè. Ở gì hai tô mình chè. Hết giận không? Ờ hết giận rồi. Hết giận được rồi. Giận ba bữa hết giận. Đó ok mới giận thì chị mới nói cho nó, nói biết. Ờ nữa mình mày hai tô chứ. Phải, cứ người ta đàng hoàng không được. Đi xin tô nó cho. Uống nước, uống nước. Lấy ông Quỳnh để ông Quỳnh ông bán nước cho. Ông Quỳnh ơi bán nước đi ông Quỳnh. Có quyền đây, tính nó bự rồi. Thôi em để nó lấy. Đi chị làm nha. Gắt xe lên dốc cao. Chùi xuống, té chùi xuống. Mà anh chưa bỏ đi, mắc cười. Té chùi xuống, bỏ đi, gắt xe, dễ che, nó bỏ lên. Mấy giờ rồi? Em có đồng hồ. Mấy giờ? Hai uống chưa đường đồng, chưa đường giờ. Em có số phone nữa. Trời ơi, đưa số phone đây. Ai hỏi mày đâu mà trời. Em đọc số phone đi rồi chị gửi tin nhắc em 4 4 8 4 8 đưa ra 4 1 9 4 4 4 9 4 8 mày đợi 4 8 rồi để đi nghe rồi mày em nhớ đã quên tôi đánh được người không tiền cũng lọt tôi đánh đầu cho đây tôi đi lùn chị mới thấy ổng hôm chủ nhật xong rồi ờ chú này sẽ tập 15 phút chắc mới thấy ổng làm đi cho cái ông đi mất rồi con đi quá em Ông hẹn mà gặp ha. Hồi nãy hẹn gặp bây giờ không hẹn gặp á. Hẹn ngày 2 ngày 2. Ông chết định. Nãy hẹn với nó Quyền. Nó ở nhà mà nó không chịu gặp.
Bây giờ... Thì Long gì kìa? Không, không có trả lời được. Nó mất phương luôn á. Thì là chịu quá. Lấy mấy quẹt để té núi vô. Chị giống quá luôn. Chổi xình mà giá lết lên luôn. Mà cái ghi gớm là chị vừa mới gặp anh xong đó. Chị nghe nói anh đi, chị bàng hoàng, chị không ngờ. Trời ơi! Người chết! Đây xong mà chết má rồi. Chị tự bình tĩnh. Trời ơi! Đừng có chùa anh thôi, tội nghiệp á. Anh cũng chà yếu vậy rồi. Cậu em nói rồi, cái không ngờ. Nhìn mấy chị thử con chạy không rồi. Con. Anh uống. Đứng ngồi nguyên luôn. Anh đi qua bố thấy anh qua mới là anh nuôi thấy khỏe. Đó, bỏ hết rồi, bữa nó có. Nó mày mà bỏ đi, bỏ được luôn nha. Bỏ đồ bỏ vợ luôn. Qua biết rồi, không có ông nào. Tao đi lấy đồ đi. Ăn người á. Còn ông đầu mới là ghê vài bữa đốt cho cháy mất tiêu vài bữa đốt cháy. Cái cũng sống rồi, mỗi lần mình á. Trời trời trời, cái kiểu đông mặt ở đó, không chịu mất. Nghe nó là có cái đất hồi cứu rồi hả? Nhỏ lớn mới cái vụ này á. Làm ăn nữa phải không? Chưa coi bóng ta coi được phải không nữa. Nghĩ là nó làm người á mà làm xong nó nghĩ là ma. Nhưng mà tao lấy tao không có gì. Có nhiều lúc chị cứ nghĩ trời. Gặp bạn đây, nói chuyện với bạn đây thấy đi nghe. Sao mà không chết trong cái đồ không? Không biết đi đâu, không biết ma không, không có kiến thức gì mà để đi đâu. Chưa chắc được, giờ khó. Kệ tao tùy anh thôi. Sao chạy đâu? Đưa đang quăng. Mà chưa vô hàng mà sợ gì. Hết kia rồi hết cho. Kép quá. Ngọc ơi. Thế làm ngơ quá nha. Ngơ quá. Té tao đau quá. Nhớ ông Hùng môn là anh cặp là sống xà la. Còn ông Hùng ra tù xong vô tù. Mới. Này chắc phải dùng miếng nước cho chùi. Mà Hùng nói cho nó biết. Bảo là mày ở cái chết đi rồi. Vậy là con mấy là ca sổ mũi không? Cái này sao mình hết rồi? Cậu cái gì xứ bịch á, cậu nhu nhược này. Nhất là trong người cả. Ta nói trẻ gái nè, sợ vợ nè, các em là cái vấn còn nhẹ. Nhu nhược á là... Anh đó đó, anh nói anh vậy đó. Sao không đem cái bình đựng đá, nhiều đá lắm. Thôi em bỏ vô bịch cho nó đi em. Em bỏ bịch vô đá của bịch cho tiên đi em. Em bỏ vô bịch cho nó đi em. Em bỏ bịch vô đá của bịch cho tiên đi em. Ông còn đau không đi bắt nước, không đi đâu mất tiêu rồi. Thì bạn thấy không, em hiểu hết cái chuyện nhu nhược là gì. Vậy hả? Sao lúc thì comment đi cay, nó bảo là nó hơi nó còn bồ ổng. Lúc thì nó bảo hết bồ ổng. Nhưng mà nó hút hay chứ. Nó hút. Ủa, nó bắt đồ thẳng nó hút. Mình biết chưa. Chán thành cho em. Trời ơi sao không bán nước không đi đâu vậy? Đưa cho ăn nó đi. Bây giờ tao. Rồi em cứ là để cho chị phải làm không vậy Huỳnh? Chị đang ngồi chị tao nhóc. Thế là con mai lại khai. Không phải thấy nó thấy là đẹp. Nó trẻ hơn ông nhiều, nó có 2 mấy. Em con đó còn 3 mấy thôi để thôi. Ông sai mình thua chị có 2-3 tuổi à. Tức là ông sai mình 55 rồi. Coi như là hơn nó 20 tuổi cho nên. Chỉ mày mất không con cái bộ quá. Như là cái kinh của là có tên nước không? Em muốn ly đá đem về nhà. Cho thật đề, cho thật đề nè. Có mấy cái cần mở điểm cho. Mấy cái cần đó là phải đợi 2 giờ. Chưa cho chú ơi, cho con mèo á. Ờ, cho mèo đi em. Cho con mèo, hai đứa mèo không Phước? Nhiều nam đó, hồi quýnh đó. Má ơi. Ê, ở đây cũng có con mèo nè. Đây con mèo nè. Đây con mèo nè, cho con mèo này đi. Em gửi cục và cho con chó xây mình á. Cho con mèo này đi. Thôi, gửi cho con chó xây mình đi. Cái này chị hầm cho hết ngọt rồi. Chị Hồng mà tới 2 tiếng đồng hồ. Chị Hồng tới 2 tiếng đồng hồ. Chị Hồng mang này. Chị Hồng để lấy nước ngọt nấu cái này nè. Một lần là chị nấu 2-30 bao thịt gà mà chị Hồng 2 tiếng đồng hồ nó xanh băng ra. Mấy cái em hỏi thì cũng cho là nghe thích. Con mèo thì đó ok để đưa con mèo nó chờ. Con người không
người ngổ cái. Người ngổ cái. Em phải sao đi xin cái nồi chỉ có như bạn này. Cho em một bình bưng. Chị ăn hai lần. Ai nói em không hết đồ ăn? Ai nói em không có đồ ăn? Bới vậy? Ai nói em không có đồ ăn? Tại em nói em lấy thịt gà này, lấy thịt gà. Tại sẵn nấu rồi, bỏ về, bỏ muốn tiêu vô chăn. Tôi nói mấy nhiêu đó, biết gì đâu, 400 bạc. Ông sao mình còn gió, ông chó quỷ cắn người ta còn không? Giờ này còn cắn ai không? Hết rồi nè. Hả? Cái này chưa ăn. Cái quá, khó cắn. Chó không dạo. Chó không dạy. Chị nuôi chó không dạy thử đi. Cho nó ăn chay đi, chứ cắn người như thường. Chị cho khó. Chị cho khó. Chó khó ăn, ai nói chắc cho nó khó vậy nên nó dữ quá. Chị biết đâu quá. Ở Mỹ uống dạy chó với con nít giống như tờ giấy trắng thôi, nuôi không dạy sao nè. Tí thôi sáng giờ bán được mấy cái cây chú hả? 3 cây là lời mỗi cây 20 hả? Cô được 30 đồng rồi. Em ơi bán hàng Phương ơi. Ông Quỳnh đâu, bán nước ông đi đâu mất nữa rồi. Ông Quỳnh giao. Chắc đi giết chuyện rồi đó. Ông mướn em đi đuổi Quỳnh ra đây, mướn em đi. Ông lên xe ông ngồi ông chơi vậy. Ok, cái này gọi là hên xui nha. Nếu mà em về á, thấy con chó nhà thì ok em đưa nó, còn nó còn không có nhà đó thì em đưa em ok. Cái em ra khoảng chừng 1 giờ rưỡi. 1 giờ rưỡi em ăn xong thì gần 2 giờ, 2 giờ rưỡi em đi về. Qua 1 giờ rưỡi ăn thêm 1 lần nữa. Không, 1 giờ rưỡi em ra em ăn. Thì em ăn xong là 1 giờ 45 rồi. Thì em ăn tại chỗ. Xong không, em ngồi em chơi chút xíu. Em ăn xong em chơi chút xíu. Cái hai mà còn dư thì em lấy 1 tô nữa. Ok, được đó. Cái điều này đâu hay. Giữ 1 tô đi về tao lấy cho. Mày em nghe rõ, nghe rõ mà cứ tào hao cái xíu 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 mà ra 1 giờ rưỡi. Bảo đảm mày không ở đây đâu. Ăn xong rồi biết mà tô. Xong rồi về. Xong tôi go rồi á. Chị cho thêm bà kia được không? Không, mình để dành cho người khác nữa anh ơi. Thứ ba ăn tới nữa nha. Thứ ba mình có xôi nha. Hai giờ. Thứ ba mình có xôi. Mỗi kỳ vậy, tôi ngồi đây nãy giờ tiếng hồn chưa có luôn. Thứ ba có xôi. Cũng có tới nhà mày. Cái nước ngon nữa thôi. Hồi nãy nói tụi nghe chứ. Nhưng mà một tô như vậy là no rồi phải không? Ai nói? Chưa. Chị thấy nó bự lùn mà. Thấy bữa rồi. Bún không á là 350 gram. Con cháu có tử rồi bơi. Có phô gì? Có. 667. Để xuống tàu nè. 48 667 con 4. Ôi đồng chó xuống tàu cho mày. Nói chị Hương đi, cho chị Hương đi. Chị Hương đi. Chị Hương nói quyền xin việc làm thì chị để phone chị đi. Cái chị nói rồi, nó làm cho chị nó khi nắp nhà cho chị nói vậy đó. Không phải, em ví dụ mà em xin cái nhà để nhiều vậy chị đó, chị nó hỏi có việc làm thì mới có thì giống như ép tất nhưng không nhiêu cũng được. Khi nắp nhà chị thôi. Nếu nó gọi thì nó hỏi chị, ok đấy. Ở đây đóng cái giường. Em tên gì? Quyền quyền là last name. Quyền đồng. Quyền đồng tôi đi rồi. Nếu nó hỏi gì thì chị nói chị nói là gì vậy? Mà nó không hỏi làm gì để thì dùng chỉ cứ nói lại dọn dẹp nhà cửa thì ra thôi. Bây giờ mà lại chạy đâu hết đó, bà gặp bà lão bạn đó. Tức quá, có tiền ra thì mình cũng có cái nào nữa. 2 gia hay là 3 gia? Bà chị mấy gái? Hát chung. Ba cục.
ba cục bên nhà. Chị cái cao khổ như vậy? Cái cao khổ như rồi. Bao nhiêu không chị? Bữa đưa nó rồi. Ba chị A, anh lấy xem mấy cái mình bên nhà. Ba chị A. Anh tên gì? Joe. Anh Joe hả? Joe, it's Joe. Đây, anh Joe. Cảm ơn nhiều. Tí nữa em cần ba chị A. Ba hai. Hai chìa khóa đó chị. Ba chị A hả? Mấy cái? Mấy khóa vậy? Cái lỗi mà nó nhỏ xíu quá chị. Ba chị A đó. Hai gram không? Ba chị A. Ba chị A là nhỏ xíu. Em hai chị A hay ba chị A? Hai gái hả? Hai cái nhỏ đi, ba nhỏ đi. Tiếng của em hai hay ba? Hai. Ba chị A đây. Ba cái nhỏ, ba cái nhỏ. Ba cái nhỏ cho ông Chính Tùng. Em nguyên ba chị A hai chị A. Ba cái nhỏ cho ông Chính Lùng, ba cái nhỏ anh Nguyên, anh Nguyên đưa ông Chính Lùng giùm em đi. Bự có không? Có, cũng cái bự hả? Ờ, ba nhỏ chứ. Thôi ông làm gì dữ vậy, tôi muốn ông chết giờ xài gái thôi. Trời ơi, ông xài cái bự đâu, cái nhỏ mà. Bây giờ lấy rồi ba nhỏ đó. Đó, ba cái nhỏ đó. Lần sau hết rồi tôi mới cho nữa, ông lấy nhiều ông làm cái gì. Làm sao nữa. Thôi, nữa hai. Ba không được. Mình giữ mày. Lấy gì ly của em đâu? Để dặn là giữ cái ly. Mất cái ly rồi sao lấy nước nữa? Lần sau không có được dùng cái ly đi nha. Bốn đậu nó 4 tiếng hồ luôn, đậu canh 4 tiếng hồ không có đi đi. Hello. Hello em. Sao gọi một tiếng qua cho nó ăn thôi. Tí thằng đó nó làm gì hồi em? Không mày nói. Có liền. Không mày, cũng nói tiếng không mày. Nói tiếng mà lớn giờ con già nhỏ mày. Tự nhiên nó chạy theo phần phần cho đúng cho anh nó làm dây rồi. Cái làm gì chứ nhưng mà cái này có chiên luôn. Mùa đông người ta lặn, người ta sợ thấy hồ, người ta sợ chết, không thấy mùa đông. Sao kỳ vậy ông? Ơi, ừ, ám dọn cái bàn kìa.
chùi nó sạch chứ làm cái gì nó chùi chùi nó sạch kìa cho bảy ba cái đi giờ phương bán cho nó rồi em hồi nãy bán cho nó rồi chưa mà. Chị nhớ nó nào mấy mấy thằng khác mà chị chậu nó ăn nhớ có đi nó nãy đi vòng vòng ai mà nó thấy không không chưa thằng bảy chưa mà chị nhớ bán thằng bảy này chưa chị cứ nhớ bậy bạ không chị kia lấy cái bài cái đi trong kia đi vậy đó mày ơi giờ kêu vô mà cái điện nè tụi chặt đâu nó hết nha chị thôi đưa đưa em cột cho đưa chị cột cho em làm đi lấy bỏ đá đi trên nguyên mấy cục đi hình đây nguyên ơi gì cột lại còn con nhỏ nó chưa ăn kìa thiếu nhiều người ta chưa ăn mà trong
Thì ngồi để chơi đi. Đi về nhà làm gì? Có thể không? Con. Con muốn đi. Bây giờ từ từ tự động đi, tự nguyện đi. Bị bắt mặt lên đi. Tôi bị chơi quá rồi, sau này nông tin tôi muốn hết luôn, không trả tiền sau này không cãi cái gì, cãi mà uống lên có bao cả cũng có trăm bạc là bán trăm bạc, đưa một tí rồi bán lấy cái tiền nó nông tin đâu, nó mình ăn đâu muốn cái số. Mới nhìn băng kia. Bây giờ chị hỏi em là ông đầu là cuối cùng chị nghĩ không có ai cả. Đấy không phải xưng mặt xưng mặt. Xưng tôi đi. Em ơi chẳng thấy ai nữa, thôi cho mấy người tu go hết đi về em ơi. Rồi thank you, thank you. Tôi mở miệng lên người ta ấy thiệt. Em go luôn. Cho mọi người đó. Mày ghé này lấy cái mì cho anh đi. Lấy cái mì thu cho, còn cái này cho. Bây giờ mình hết. Đổ lại, đổ chiêu lại. Chị không có cái tay mà thôi. Nhắc cái nè. Nguyên chưa ăn nữa, đủ mà cứ lấy thôi. Lấy cho má ăn hả? Còn không? Ăn luôn sao nữa. Điện thoại đi. Cho má. Con lấy tên đâu ăn? Điện thoại gì? Điện thoại là có. Con lấy điện thoại. Anh chồng. Lấy ông chù lên ông. Chù ế liền. Có em. Nhà hàng mà tôi muốn cho ăn hết trơn liền à, chứ mà đỏ miệng ra nó không hết. Mà nó chơi đúng thiệt, ta trời đứng như con camera lâu mà đâu. Có 1 giờ đó, ngồi đi xuống xuống nè. Em giữ tôi cho thằng buồn ngủ. Nhanh lên. Nhanh lên nhau, nó biết nè. Còn nữa hả? Còn mấy chỗ này là đây nè. Cảm ơn nhiều hả? Anh
Chưa ăn, thấy đồ vốn như vậy. Bây giờ đủ làm ăn vốn hoài mày. Làm ăn kêu vốn hoài, không kêu gì chứ. Mà vô đập hơi đủ có nằm rồi nó cũng mê luôn vậy. Tao hết rồi hả?